Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố Trần Quý Thanh, Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát, Tập đoàn Tân Hiệp Phát cùng hai con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích về tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra xác định lợi dụng quy định về cho vay, hợp đồng chuyển nhượng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát cùng hai con gái Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích đã cho một số người vay lấy lãi dưới mức cấu thành tội phạm về cho vay lãi nặng khi cho vay, Trần Quý Thanh không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản, mà buộc các doanh nghiệp cá nhân phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án, giá trị của các dự án bất động sản trong hợp đồng có giá trị thấp hơn nhiều lần so với thực tế. Theo cơ quan điều tra, khi bên vay làm thủ tục chuyển nhượng tài sản cho Bình Tân Hiệp Phát, ông Thanh chỉ đạo hai con gái làm thủ tục sang tên cho mình để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản. Mặc dù bên vay đã thực hiện nghĩa vụ trả đầy đủ gốc và nợ lãi theo thỏa thuận, nhưng ông Thanh vẫn dùng các thủ đoạn gian dối hoặc tạo ra các lý do để cố tình không trả lại tài sản và chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 11 năm 2020, ba cha con chủ tịch Tân Hiệp Phát đã chiếm đoạt tài sản, dự án, thửa đất của một số cá nhân. Theo cơ quan điều tra, tổng giá trị các tài sản gần 800 tỷ đồng. Theo kết luận, trong quá trình điều tra, ông Trần Quý Thanh và hai con gái đều ngoan cố, chưa thành khẩn khai báo, không nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật. Ông Trần Quý Thanh và hai con gái không thừa nhận cho vay mà chỉ thừa nhận mua bán các tài sản với các đại diện doanh nghiệp cá nhân theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, cơ quan cảnh sát điều tra cho rằng có đủ tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi của các bị can đủ yếu tố cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.